có người ra tay với mắt mình. Căng thẳng. Á, đè nặng. Xô xát. Không, không dậy được. Lẽ nào là Nam Hướng Vãn? Đè mạnh, nhưng may mà mình chưa ra tay, mình vẫn có thể biện minh là mình đi vệ sinh ban đêm lạc đường. Vội vàng quay đầu. Cố Bắc Hoài, mắt anh có chuyện gì vậy? Là sói con. Cô đang quan tâm tôi sao? Trêu đùa. Phải đấy, anh sao vậy? Là bị thương ở đâu sao? Sốt ruột, kiểm tra chi tiết. May mà mình phát hiện mắt đồng đội hình như có vấn đề nên để ý một chút. Nếu không kẻ xấu làm hại anh ấy thành công rồi. Tuy mình vẫn không nhìn thấy. Từ từ mở ra. Nhưng bây giờ Nam Hướng Vãn giống như ánh sáng ấm áp vậy. Đợi đã, anh. Rốt cuộc anh ấy có nhìn thấy không? Kệ đi, che để ngăn mắt bị tổn thương bởi tình huống khác đã. Che. Anh đừng khóc, tôi bảo vệ anh. Nghẹn họng, hào hùng. Tôi không khóc, là mắt tôi đau nhói không thể kiểm soát chuyện rơi nước mắt. Nhẹ nhàng. Tay của cô ấy nhỏ hơn của mình nhiều, rất mềm. Chính là tay như này. Vừa có thể cầm bút sáng tác, vừa có thể bảo vệ người khác. Ngây ra, kỳ lạ, nhìn anh ấy như này. Sao mình thấy nhột nhột vậy? À, sợ hãi, có chút giống lúc nhìn thấy mẹ. Kiểu muốn làm nũng muốn tùy hứng. Anh ấy sẽ không muốn làm mẹ mình chứ. Vô tội, đột ngột rút về. Mình không muốn làm mẹ. Thất vọng. Nhanh như vậy đã dừng lại. Bỏ đi, cứ từ từ. Thả anh ta đi đi. Vẫn luôn đè xuống. Gây sức ép. A a. Sát ý, là hắn muốn làm đồng đội bị thương. Rắc, bóp mạnh. Ký chủ không được phạm pháp. Chật, nhanh chóng thoát ra. Thả, ký chủ không được phạm pháp. Phiền phức, không giết thì không giết. Chạy xa trăm mét. Nếu không phải cầu tử ngăn cản, tên rác rưởi này còn có thể sống chắc. Tôi không sao, cô đi ngủ đi. Được. Đồng đội vừa thông minh vừa có khả năng chiến đấu như vậy, mình cũng không lo lắm. Nhưng để đề phòng, hướng túi ngủ về phía anh ấy là được. Di chuyển, có chuyện thì có thể lao ra ngay lập tức. Dù sao mắt anh ấy không tốt là khuyết điểm. Ra đây đi, Đàm Thâm. Lắc lư, đi ra. Rốt cuộc Cố Bắc Hoài có nhìn thấy không? Bất ngờ, che, sao vậy Cố Thiên Vương? Tôi đi vệ sinh đêm đi đến đây, sao anh biết tôi ở đây? Còn có Nam Hướng Vãn, cô ta chắc chắn là đã nhìn thấy mình. Sao lại tự nhiên thả mình đi, cũng không gọi người đến vạch trần mình. Hai người này rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Xoay người. Khinh thường, anh chẳng qua chỉ là một người ở trên núi. Sao lại dám khiêu khích vị thần dưới núi? Căng thẳng. Câu này của anh có ý gì?